Have you ever heard the term stenography? If not, then I would like to walk you through just briefly to know what it is and how I apply this concept of stenograph and stenopete in my English speaking journey. Stenograph means using your fast fingers and this special machine here to write down information as you hear it. Right now, we are visiting a contest in which the organizer want to find out the winner who can combine fast fingers, listening and processing skill, as well as their muscle memory. You know, steno means many in one, all together or fast, while graph means write a chart or draw an image. So you know, in the same way, I've invented the term stenopete, which is another skill that go with writing, that is speaking, because pete means speaking, right? So stenopete simply means quick speaking. This is the way to train our brain to think fast and our mouth to speak fast. The problem is an English learner usually speak too slow and they speak like every single word. This is really hard for their brain to pack all the words together. And so their brains cannot remember the whole phrase. And so every single word comes so slowly and they cannot react fast. Isn't it just simply easier to pack all the stuff in one bag or backpack and get going instead of just carrying every single item? Do you agree with me? So now, right now, I will instruct you how to use three different tools of YouTube, Google Translate, and Grammarly to practice stenopete. Are you ready? Let's go! Bây giờ mình mời các bạn cùng hướng lên màn hình để chúng ta nhìn được rõ nhất nhé. Các bạn cần chuẩn bị 3 công cụ. Trước hết là trên YouTube hoặc bất kỳ một kênh nào có thể cung cấp cho các bạn video của một người phóng viên hoặc một người đang nói tiếng Việt dễ nghe. Ví dụ bạn là người miền Bắc thì bạn nên chọn giọng miền Bắc, bạn là con gái nên chọn giọng con gái, chẳng hạn như vậy. Thì sẽ dễ chịu để cho bạn nghe và tập theo. Thứ hai là Google Translate từ Việt sang Anh. Có thể các bạn đang cười nhưng đây là cách mà mình đã học hỏi được rất nhiều cụm phổ biến, dễ dùng và chính xác. Grammarly là công cụ để chúng ta sửa lại cái phần Google dịch này cho thật trau chuốt nhất, thay từ khi cần thiết hoặc là thay ngữ pháp lại để mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần input, tức là đầu vào, chuẩn bị cho việc mình sẽ stenopete theo cái video input này. Mời các bạn lắng nghe. Covid-19 sang giai đoạn mới. Ok. Covid-19 sang giai đoạn mới. Vậy thì như bạn thấy đấy, trong tiếng Việt Covid-19 là chủ ngữ đã được thể hiện đúng trong tiếng Anh. Sang là trong tiếng Việt là động từ, nhưng mà với tiếng Anh thì họ hiểu sang này giống như là giới từ. Sang bên kia, from to, từ đến. Giai đoạn mới thì họ đã dịch là a new stage rất là tốt. Vì vậy thì mình cần phải chuẩn lại tiếng Việt một chút. Mình hãy thêm động từ bước sang. Và thế là Google Dịch đã hiểu thành entered. Và cái hay của Google Dịch là họ sử dụng động từ ed, tức là ở quá khứ, thể hiện rằng hành động này đã xảy ra rồi. Nếu bạn muốn thể hiện một hành động đang ở thì hiện tại đơn, bạn phải thêm là thường hay thi thoảng thì động từ nó mới chia thành địa tại đơn cho bạn. Câu thứ hai nhé. 1/3 dân số thế giới bị phong tỏa. 1/3 dân số thế giới chính là chủ ngữ. Bị phong tỏa là động từ đang ở thể bị động. 1/3 of the world's population is blocked. Ok, mình thấy là rất là ưng cái bụng theo cách mà Google dịch cho mình. Các quốc gia dựng hàng rào tự vệ. Đây chính là hàng rào tự vệ phải không? Và ở đây có các quốc gia dựng hàng rào tự vệ. Họ dùng nations erected defensive barriers. Và rất dễ để cho bạn sử dụng dựng như kiểu là xây dựng, bạn sẽ nghĩ đến từ dùng từ build, nhưng build là từ không có gì thành có gì. Ví dụ bạn xây dựng sự nghiệp của mình từ không có thành build up your career, hoặc là từ tiếng Anh chưa tốt bạn dựng thành một tiếng Anh thành thục, you build up your English. Thế nên ở đây là cái hàng rào nó đang nằm, bây giờ mình dựng nó lên, nên chúng ta dùng từ erect. Và sẽ rất là mất thời gian để bạn có thể tìm được từ này nếu bạn tự tra cứu một cách mầy mò. Thế nên Google dịch sẽ là nơi mà các bạn tìm từ nhanh, đúng chuẩn luôn. Chúng, đúng và chúng luôn ạ. Giao thương ngưng trệ. Giao thương ngưng trệ. Họ dùng từ trade stalled. Dùng câu thế như vậy. Thế giới không còn phẳng. Thế giới không còn phẳng.
Vậy mình rất thích cách mà họ, mà bản tin này đã sử dụng các câu đơn, vì đây là cách mà chúng ta nên học khi chúng ta mới bắt đầu tập stand up pitch như thế này. Thế giới không còn phẳng. The world is no longer flat. Nếu như bản thân mình ngày xưa thì mình sẽ dịch là the world is not flat anymore. Thì không sai về mặt ngữ pháp, nhưng về mặt văn phong thì rõ ràng no longer flat sẽ hay hơn là not flat anymore. Thế nên là đây cũng là cách chúng ta học theo văn phong của người nước ngoài nữa. Kinh tế toàn cầu chịu tác động như thế nào? Kinh tế toàn cầu là chủ ngữ. Chịu tác động là động từ bị động. Như thế nào là từ để hỏi. Và cách họ sử dụng là how the world affected, đúng không? Đúng rồi. Khi các bạn để ý này, khi mình bỏ dấu hỏi chấm đi thì câu này là mình chấm một cái, thì đây là câu câu bình thường, không phải câu hỏi. Thì họ đưa cái is này ngay đằng trước affected. Nhưng mà khi có câu hỏi vào thì đây là câu hỏi rồi, họ đưa is lên trước. Đấy là cách học rất là tốt. Tiếp tục ạ. Thưa quý vị, trong những ngày này thì khi mọi hoạt động của đời sống xã hội đều bị ảnh hưởng và xáo trộn vì Covid-19. Đây là bắt đầu một câu dài rồi. Thưa quý vị, trong những ngày này khi mọi hoạt động của xã hội, đúng không? Bị ngưng trệ và xáo trộn vì Covid-19. Thì có lẽ người ta mới thực sự hiểu được thế nào là thế giới phẳng. Thì người ta mới có lẽ mới thực sự hiểu thế nào là thế giới phẳng. Ok. Vậy chúng ta có ở đây, ladies and gentlemen, in these days when all activities of society were stopped and disturbed by COVID-19, people would probably really understand what the flat world is. Hay quá. Một con virus không nhìn thấy bằng mắt thường bùng phát tại một quốc gia nhưng lại có thể lây lan nhanh tới tận 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một con virus không nhìn thấy được bằng mắt thường lại bùng phát tại một quốc gia, đúng không? Đây là bắt đầu câu ghép này. Mình đang nghĩ tới đại từ quan hệ. Mà lại có thể lây lan nhanh chóng tới 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. 1/3 dân số toàn cầu, tức là khoảng 2,7. Ok, vậy phần sau thì họ đã nói về 1/3 dân số tiếp. Mình có thể dừng ở đây để làm mẫu cho các bạn thôi. Bây giờ chúng ta đã có, wow, hòm hòm được rất là nhiều. Nhìn sang hai bên mà có thấy không? Đây chính là cách mà quả bóng đang được ném đi ném lại đấy ạ. Bây giờ mình sẽ copy đoạn này và đưa nó vào phần Grammarly. Ok, mình có thể để cái title ở đây. Add a title. Thôi mình để sau cũng được ha. Ở đây thì họ đưa ra cho mình, vậy thì họ đã rất là tốt, họ thấy là cái bài của mình rất là tốt ạ. Họ để điểm overall score, điểm tổng là 91 điểm. Wow! Mà chỉ có hai chỗ chưa đúng thôi. Đó là ladies and gentlemen, in these days when all activities of society, thì society là trong xã hội, là mỗi một người sống trong một xã hội này, vậy nó phải là cái xác định rồi, vậy phải có the society, giống như kiểu the government, the society, the environment, yeah, were stopped and disturbed by COVID-19. Vậy thì họ bảo ô, cái từ này là từ không có trong từ điển, là từ viết tắt mà, thành ra là họ cũng không gợi ý cho mình. Vậy thì khi đó là từ viết tắt và mới thì mình có thể viết hoa nó. Không biết bây giờ họ đã ưng cái bụng chưa. Wow, you must have been practicing. Chắc là bạn đã luyện tập nhiều lắm mới viết được câu như này. Đúng mà, vương cục dịch mà. Vậy lúc này bạn đã có văn chuẩn rồi. Bước cuối cùng là bước mà bạn chỉ cần dịch đi dịch lại. Rồi, bạn hãy lục soát một chút, tập lại này. COVID-19, enter a new phase. Bây giờ họ đã chuyển sang phase rất là hay, thay vì stage như lúc đầu, đúng không? Ok, rất là tốt ạ. Ok, mình bắt đầu thử nhé.
Các bạn đã sẵn sàng cùng mình chưa? Cách dịch như sau: khi mà stand a pitch là bạn nghe thấy câu tiếng Việt thì bạn lập tức tư duy bằng tiếng Anh. Đây là lúc bắt đầu hình thành việc tư duy và chưa tư duy được ngay đâu ạ. COVID-19 sang giai đoạn mới. Ok, vậy thì khi lúc đầu bạn thấy khó, bạn có thể từng câu như này: So COVID-19 has entered a new phase. Nhưng mà khi bạn đã quen rồi thì bạn sẽ nghe thấy gì nói đấy luôn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng với mình thử stand a pitch xem sao nhé. COVID-19 entered a new phase. One third of the world population was blocked. Other nations erected the defensive barriers. The trade stalled. The world is no longer flat. The global economy, how is it affected? Ladies and gentlemen, in these days, when all the activities of the society was affected and also disturbed by COVID-19, people perhaps understand what the world flat world is. The invisible virus to naked eyes spread in one country, but can transfer to 197 countries and territories. One third of the world population, 2.7 billion of the world's citizens, have to be locked down. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng rằng cái việc thử dịch này, kể cả bạn nói sai một chút cũng không sao, nhưng nó là luyện cho bạn phản xạ rất nhanh. Sẽ có những bài tập riêng để tập chính xác và có những bài tập riêng để tập phản xạ. Và bạn phải tập chúng tách ra, vì nếu cứ cố gắng tập cả hai cùng một lúc thì chỉ có người đã tập xong hết cả hai rồi mới có thể làm được. Chúc các bạn học tập thật vui và hiệu quả.